chào. Yo, yo, yo. Các bạn đã trở lại với chương trình Baby Red Livestream Part 4 lớp học. Yeah. Và trước khi vô chương trình, các bạn đã biết mình sẽ làm gì. Mình sẽ like, mình sẽ share. Các bạn phải like, share, kéo nó lên tới đỉnh. Shout out to Astro Cross for this badass gangster beat. Và đây là một bài nhạc SS Southside VN. B-Red, Black B, LJ, baby, let's go. FSR forever, man. Baby Red, Black B và LJ. Và xin cảm ơn các bạn đã trở lại với chương trình Baby Red Livestream Part 4 lớp học. Let's go. Xin chào Black B. Black B đã vô với tụi mình. Đừng mà đừng nói Red không biết tiếng Việt nha. Đừng nói thiệt nha các bạn. King of Hook, lyric thì đừng mắc khỏi nói.
Flow thì đỉnh, các bạn tin flow đỉnh không? Lyric kêu đủ má ai nói đủ má không biết tiếng Việt, ai mà dám nói gì vậy? Ok, đủ má lên flow freestyle tiếng Việt cho các bạn nghe coi đủ má hàng nào dám nói Baby Red không biết tiếng Việt, nhanh không nhanh? Yo, và đây là Baby Red. Let's go. Khỏi nói lyric là đủ má đỉnh đỉnh. Lyric là đủ má ai chơi lại rap. Đủ má các bạn coi, ai mà đủ má rap được như rap. Đủ mấy bộ tưởng đếm dễ lắm mà không có nữa các bạn. Đếm mà đủ má rap phải kỹ thuật đầu hoàng, không? Nó phải có chiêu thức đầu hoàng chứ đủ mới vô cũng one two three. Không có đi các bạn, flow đỉnh ok. Đủ mấy lyric thì phải nói là đỉnh nhất Việt rap. Không có thằng nào mà đỉnh hơn hết, ok. Đừng có bao giờ mà suy nghĩ là đủ mẹ rap không biết tiếng Việt bạn. Tiếng Việt là đủ má nguyên cái bụng. Không tin á, đọc cho các bạn nghe. Chim, A là im, trời im chim. Không, vú, A là ú, dậu vú. Không, đích, A là ít, đờ, ít đích. Đủ má, không. Tiếng Việt nguyên một bụng. Đừng có bao giờ mà đủ má kêu là tại sao đủ má Red không biết tiếng Việt. Thằng nào mà nói bên Red không biết tiếng Việt là bậy. Bậy, sai lầm. Tại vì tiếng Việt của bụng của Red là má nguyên một bụng. Tại vì nói chung là đủ má chưa có gia bạc các bạn. Thôi, đừng có suy nghĩ bên bà. Tiếng Việt với tiếng Anh nó cũng y như vậy à, không? Fuck, I love fuck, fuck, không? You, I love you, you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Dễ, đủ mấy hình nhau. Nói chung là tiếng Việt, tiếng Anh thì đủ má. Ha, nó dễ lắm, các bạn mà muốn biết tiếng Anh đó, thì đủ má cứ đánh vần như tiếng Việt, không? Còn mà muốn biết tiếng Việt thì đánh vần như tiếng Anh. Same shit baby. Let's go, be ready. Cảm ơn các bạn đã trở lại với chương trình Baby Red Livestream Part 4. Let's go. À, rất là vui đã trở lại với các bạn. Anh em dạo này sao rồi, khỏe không? Từng má nói thiệt cho các bạn. Má vô coi cái dạo này chương trình Đụng Máu Rap Việt, Đụng Má Show quá là mạnh liệt, quá là hay. Đụng má anh em, đụng má làm cho cái video của mình nó chìm, mà đụng má chìm nó xuống dưới tới đấy luôn. Nhưng mà không sao, vẫn vui. Tại vì sao? Tại vì rap Việt của mình đang lên. Rap Việt của mình bây giờ chỉ có một hướng thôi các bạn, là đi lên, 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 lên. Cho nó biết cái giá trị của rap Việt của mình, ha? Cho người ta biết. Đụng mấy cái rap Việt không phải là nhạc xàm xàm, mà là đụng mấy cái kỹ thuật của rap Việt, đúng không các bạn? Các bạn đã thấy kỹ thuật của rap Việt chưa? Đụng má Ricky Star quá hay luôn nha. Rất là đụng má, shout out to Ricky Star man. That shit was amazing man. Đụng má Ricky Star rất hay thiệt. Cái tư cách, cái style của nó nói chung là đụng má đỉnh, quá là đỉnh, đúng không các bạn? Rồi đụng má nói tới đụng má mấy giám khảo đi ha. Đụng má giờ đầu tiên là mình xin nói về đụng má Subway. Subway đụng má dễ thương mà cố luôn, nhưng mà đụng má nút mà Subway cười cái đụng má tự nhiên cái răng nó có hai cái lỗ, cái này là đụng má nó gan ra cho nên mắt mắt dễ thương. Nhưng mà đụng má nói chung là Subway dễ thương. Đụng má Red cũng thích đụng má Subway lâu lắm rồi, nhưng mà đụng má Subway đụng má nói chuyện không có vui gì hết trơn à, nói chuyện đụng quá éo có duyên các bạn. Thôi nhưng mà đủ mới thiệt các bạn. Còn Kerek, trời ơi đủ má Kerek mà con cặt gì đấy các bạn. Đủ mình đã theo dõi tập 1, qua tới tập 2 đủ má nó cũng không có thay quần áo. Đủ má nó vẫn mặc một cái bộ đồ mà đủ má trắng như đủ má nói giống như là Kerek. Đủ má đẹp đi, các bạn đi đâu? Đi đám ma. Đủ má chứ nếu phải đi show rap Việt, đi đám ma, đủ má chơi với bộ đồ trắng. Đủ má. Mà đủ má bộ trắng này nó giống như là đủ má mới đi cho nhà thương gia, mới thương nhà thương điên gia đấy các bạn. Đủ má dây cột tà lưa đủ quá. Oh shit, Kerek đang đi. Đủ má Kerek này đủ má giống như nó bị tâm thần cái gì đó các bạn. Đủ má vãi Kerek. Đủ má Fred xin đủ má gửi lời tới Kerek là mơn đủ má thay bộ nào cho nó nhìn cool hip hop một chút. Cái đồ đó đủ má không được nha Kerek. Không được nha.
không được lên như vậy chứ. Mình biết mình muốn đủ mới làm cho cái ảo giác mà đủ của mình, người ta nhìn vô là say đắm mà đẹp, nhưng mà cái đó không đẹp các bạn. Rồi cái rác ơi, đủ má, bỏ cái bộ tối về đủ má, lấy cái bộ đó đốt đi đủ má, đừng có bao giờ mà mặc lại cái bộ đó đi nha các rác. Đủ má nó xấu mà nó ngố mà nó ngu mà đủ má, giống như là đủ mới đủ nhà thương điên ra nha. Ok rồi, đủ má đại ca Huawei, đủ má đại ca Huawei là đủ má. Đại ca Huawei, trước tiên đụng má, em không dám nói gì đụng chạm tới đại ca Huawei. Tại vì em, Baby Red đã biết đụng má, đại ca Huawei là đụng má, đại ca full time của Việt Nam chứ nếu phải là part time. Tại sao như vậy? Đụng má mới coi cái clip của Huawei đụng má, interview đụng má, nói chuyện với Huawei đụng má, cái Huawei kêu trước khi mà đụng má Huawei thâu cái video đụng má khu ta sống mới đốt nhà ra xong. Cái gì? Cái chị kêu hả? Em nói sao? Cái thằng kia nó phôn với em, nó bố phôn với em mà nó chửi em. Mà em kêu nó xin lỗi, nó không chịu xin lỗi thì em quẹp đốt nhà nó. À đủ má. Gì qua quỳ đủ. Gì vậy qua quỳ? Đủ má. Đúng là giang hồ Vietnamese gang, đủ quá full time, đủ quá. Đéo chịu xin lỗi tao, tao qua tao đốt nhà bây giờ là đủ má. Sáng tao mang hộp quẹt theo, đủ má, tao qua tao đốt nhà mày. Tao đốt mà đủ cái thằng cho luôn, cho dù đủ má. Xe đủ má cấp cứu quả tới, đéo có thể nào chữa được. Tao đã đốt nhà mày, tao bốt tới nhà mày luôn. Đủ má, đại ca qua quỳ ơi. Em xin lỗi đại ca, nếu mà có đụng chạm một tí nào thì xin đại ca qua quỳ thông cảm cho em chỉ là part time chứ không phải full time như đại ca. Đủ má, đại ca là part full time rồi đủ má. Các bạn đừng có bao giờ đủ má chọc tới đại ca Huawei nha. Đủ má nó qua nó đốt nhà rồi đủ má, đéo có nhà ở là đủ má đi ăn mài vô theo cá bang luôn như các bạn. Đủ quá, đủ quá, vãi vãi được vãi đại ca. Còn chim mì nó đủ má lộn, chim mì này là part time mà cố luôn nè. Đủ má qua nói chuyện với nó, kêu đủ mới bắt phone lên. Alo, baby hả? Đủ má sao rồi cu? Đủ má chừng nào về, đủ má thâu video đi. Đủ má tao, đủ má chuẩn bị do anh em, đủ má mình chơi tính láng luôn á. Cái đủ má đang chơi tiệm các bạn. Khách vô cái đủ má, tao xuống nhau rách. Hello ma'am, how you doing today? Hello Melissa, can you please go kick your car? Á đủ má gì vậy trời. Giang hồ đủ má đổi hề nhanh đi. Đủ má một từ đủ má giang hồ đổi thành full time. Đủ má part time giang hồ đổi thành đủ má. Thiệt á. Đủ má chung vậy là LJ ơi, đủ má có người khuyên cho mày làm ơn đủ má, bây giờ đừng có làm biên hợp part time nữa. Mày mở cái tiệm nail đủ má 24 tiếng đồng hồ, mày làm đủ má tiệm nail 24 tiếng đồng hồ đi. Chứ mày đừng có đủ má tối mày đi làm nail cái tối về cái đủ má, sáng đi làm nail tối về đi làm giang hồ đủ má. Tiệt bó tay với đại ca LJ đủ má. Alo ma'am, how you doing today? Can you go pick your color please? Đủ má lộn, fuck you. Đủ má fuck me, no fuck you. Ông biết rồi đó, uống cát nước rồi đó. Đó. Đủ má với mì là đủ má là vậy đó các bạn. Nó đủ má part time mà cố luôn. Đủ má không được full time nha các bạn. Rồi. Hôm nay cái chương trình này các bạn đã biết rồi, đụng má lớp học của giang hồ. Mấy trẻ em đụng ấy khoan. Đụng má cái này lớp học, nhưng mà đụng má em nào dưới 18 tuổi làm ơn đi liền nha các bạn. Mấy em dưới 18 tuổi đi liền nha, cái này là show dành riêng cho người lớn. Đụng má giang hồ phát tham mắc chạy rồi. Chứ mà đụng má trẻ em làm ơn tắt liền đi qua bên đụng má coi cái khác. Ok, coi Thiếu Nhi, Xuân Mai với LJ. Hồi xưa dân LJ với Xuân Mai hát sao các bạn cứ vô đây coi. Chứ đụng má đừng có vô đây coi nha. Đụng má dưới 18 là cấm dưới 18 tuổi. Đủ má đi liền, ok. Rồi vô chương trình. Đủ má cảm ơn các bạn 15.000 đã vô coi rap. Cảm ơn rất là nhiều. Sức mạnh của việc rap đây các bạn. Còn các bạn nào mà chưa coi được cái video của Red thì làm ơn vô channel của Baby Red ha. Đừng có vô mấy channel khác nha. Đủ má nó cắt đồ của Red nó bỏ lên rồi. Đủ má nó còn mà đặt đủ má report Red nữa. Cho nên các bạn làm ơn làm phước đủ má vô ha, vô cái channel của Baby Red đồng hoàng coi cái video đó đi. Đủ má không bằng Mr. Bingo. Welcome Mr. Bingo đã vô đủ má. Mr. Bingo đủ má cái video là quá là sắc, quá là chuẩn, đủ má ghê đẹp. Nhưng mà đủ má Bingo ơi, ghê mày không đẹp bằng ghê tao đâu. Đủ má mày thấy ghê tao lắc đít đâu. Đủ má ghê mày được lắc đít như tao không? Không có đâu các bạn. Ghê đủ má.
Tao nói kêu là đồ má gái bên Mỹ, là đồ má chim vú đích, ok. Môi trái tim, ok. Đồ má vú dưa hấu, đích trái táo. Đồ má video ghệ mày không bằng ghệ tao, ok. Sao đi nha sơ, đồ má. Cho dù cái video của mày rất là nhiều view, nhưng mà đồ má ghệ của tao vẫn ngon hơn. Đó là vậy. Và cảm ơn các bạn đã trở lại với chương trình Baby Red Livestream Part 4 Love Hub. Let's go. Mà đồ má thằng nào dám nói đồ má tiếng Việt dở, cặc. Để má tiếng Việt của tao như vậy, tiếng Anh của tao ngon gì mà đồ má dám kêu tao không biết đó. Tao mà đồ má đánh vần, đồ má không ai đánh vần tao nha, ok. Ok, a lê cởi kê. Đồ má sao lồ quá nè. Mẹ Baby Red thì tiếng Việt là nguyên cái bụng. Tao đẻ bên Việt Nam nè, ok. Tao chỉ qua Mỹ thôi, nhưng mà đồ má tao đẻ bên Việt Nam, tiếng Việt tao nguyên một bụng, ok. Đó là vậy. Rồi, các bạn vô cái livestream này chủ yếu của các bạn là gì? Các bạn muốn học hỏi làm sao mà đụng má làm giang hồ part time cho nó đúng luật lệ. Chứ đụng má, các bạn thấy không? Vô coi đụng má, mấy thí sinh vô, thí sinh đụng má làm cái kiểu giang hồ tích đơ quá các bạn ơi, nó không có natural, không? Không có natural, không có natural tí nào hết các bạn. Các bạn mà đụng má thiệt tình á, mà muốn mà đụng má cắt, mà đụng má nói chuyện cho nó cool, cho nó giang. Trước tiên chỉ cho các bạn cách chào hỏi. Đồ má, cái cách chào hỏi là rất là quan trọng. Giang hồ part time, full time mà nhìn vô mà cách đồ má là cách cái nói chuyện của các bạn mà không có đủ má, cái giao lưu của các bạn không có được đủ má, cái level gangster của nó là các bạn coi như là đồ má không thành công. Cho nên chỉ cho các bạn, ok, cái đầu tiên các bạn phải suy nghĩ là đồ má vô gặp người ta, các bạn phải chào hỏi. Mà trước khi chào hỏi các bạn phải quyết định, ok, thằng này đủ má nó đi theo băng màu xanh hay là băng màu đỏ, đúng không? Nó có hai băng, ha, blood crip, ha, crip là alias khởi crip, ha, còn blood đó là blood alias blood blood, các bạn thấy không? Crip blood đó, nó có hai bên xanh với đỏ. Nhưng mà nếu mà các bạn á mà có được lịch sự lựa chọn á, mà đủ má vô băng nào là tốt nhất, thì đủ má red xin đủ má recommendation đủ má đi vô băng màu crip, màu đỏ, màu xanh chứ quên. Tại vì sao? Đủ má màu xanh nó đông hơn màu đỏ, đủ má đỏ chút xíu à, nó băng đỏ. Đủ má nhớ trước, đủ má mình sai lầm, đủ má mình đi theo anh hai mình vô cái băng màu đỏ, đủ má đi đâu cũng gặp màu xanh á, đủ má màu đỏ nó hiếm, đủ ít khi nào mà đủ má gặp được màu đỏ lắm các bạn. Đủ má đi học cũng vậy, là tàn là màu xanh không mà đủ má bị nó dí, nó quýt từ lương dưa luôn. Đủ má tại vì sao? Mình đủ má màu đỏ, giờ theo anh hai mình vô màu đỏ phải vô màu đỏ thôi. Mà đủ má màu đỏ thì đủ má đủ má màu xanh thì nhiều. Cho nên nếu mà các bạn có lựa chọn thì phải vô lựa chọn cái màu xanh cho nó đông đi, đủ má chứ đi vô mà cái màu đỏ đủ má ít, đủ má nó quýt bể mỏ, ok. Rồi, cái đầu tiên quan trọng nhất là các bạn phải chào hỏi người ta sao, đủ má, đúng không các bạn? Bữa mình giao lưu với người ta mà không biết cách giao lưu, cách giang hồ giao lưu thì đủ má làm sao giao lưu được, không? Đủ má đúng không? Bây giờ WhatsApp, 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 chứ đừng phải nói là WhatsApp, what a la what a la what what shop là a la up shop shop không WhatsApp, các bạn cứ WhatsApp người ta, WhatsApp, không các bạn phải kèm thêm chữ nữa, đúng không? Nếu mà đụng má, nếu mà người ta là đụng má, các bạn thấy người đó mà đụng má mặc áo xanh không á, thì các bạn phải WhatsApp cớ là crip, các bạn cớ là đụng má alert cớ cớ, đúng không? Đụng má dễ lắm các bạn ơi, dễ lắm. WhatsApp cớ, WhatsApp cớ alert cớ cớ, không cớ đụng má là crip, không nó gọi là dây nào đó, nó crip, nó crip là cớ đó, là màu xanh ha nha các bạn. Cho nên các bạn phải vô chào người ta kêu WhatsApp cớ. Còn mà các bạn giống như Six Nine á, mà đủ má các bạn mà muốn theo thằng Six Nine, đủ má các bạn theo Six Nine thì các bạn phải sao? Thì các bạn phải WhatsApp blood, đủ má blood là alert blood blood tiến tới thôi, alert blood blood đó, các bạn cứ WhatsApp blood đó, đó là đủ má lớp học giang hồ. Rồi đủ má là băng đảng bên Mỹ là chỉ có hai băng đảng thôi, crip blood là đủ má lớp nhất nha các bạn. Cho nên các bạn phải cẩn thận, đừng để lối đi theo cái băng nào thì đủ má phải cẩn thận coi chừng cái băng khác, đúng không các bạn? Và đây là Baby Red. Cảm ơn các bạn đã trở lại với chương trình Baby Red Livestream Part 4. Xào lồ với Red chơi vui. Còn những người nào mà chưa coi cái giang hồ Part Time tập 1 thì vô coi. Thì có nhiều người đã nói là đủ má rất là buồn tại vì nó short quá. Thông cảm đi các bạn, đủ má đéo có sponsorship cho nên làm lâu đéo được, đúng không? Mà tập 2 sẽ tới với các bạn, mà tập 2 là đủ má
chắc các bạn không biết đâu, Red đụng má từ nhỏ tới lớn học võ công là đụng má biết võ công đó các bạn. Quýnh võ là đụng má Thiếu Lâm là đụng má xuất sắc nhất đó các bạn. Đụng má tập 2, Red sẽ giao mặt cho các bạn thấy đụng má cái quyền cước của bên Red nó ra sao, đụng má quyền cước đá, quyền cước đấm, quyền cước chưởng là đụng má các bạn chỉ có lăn ra mà đụng má chết thôi các bạn. Tại vì đụng má công phu của Red là level 100 luôn á, đụng má đúng không các bạn? Đó. Đụng má thiệt tình, đụng má cái livestream cái show đụng má rap Việt nghe hay thiệt, coi hay thiệt đụng má. Nhưng mà thì có mấy người kia rap không hay, chừng nào mà đụng má người Ricky nó vô đụng má nó phá banh cái stand nó luôn, rất là hay nha các bạn. Đụng má thiệt ở trong đó mình đụng má cho, nếu mà đụng má mình cho mình bị cho mày nghĩ ra đụng má bây giờ kêu đụng má việc rap Việt mời rap vô đụng vô đụng má làm thí sinh đi, đụng má thí sinh bên rap vô này nè, tăng 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 đang, đang. Xin chào các bạn, và đây là bên Red AK Hùng sẽ đạp đụng má sẽ ra mặt các bạn một bài rap đụng má rất là hay nhất, đụng má vô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 đụng má lên tay trăm luôn, là đụng má tới thiệt nha các bạn. Đụng má lúc đó là đụng má nón nó liền, quần nó liền, vớ nó liền, dây chuyền nó liền, con cặc gì nó cũng liền lên hết, nó đụng má. Bạn lúc đó là đụng má biết, các bạn biết Red gì vô team ai không? Đụng á, Superboy thì đụng thiệt tình là thích Superboy cũng dễ thương, nhưng mà không chọn Superboy tại vì Superboy lâu quá rồi, Superboy chưa có hết gì hết đó, đụng má Superboy giống như là còn đụng má đừng kêu tao vô đụng má team Karak nha, đụng má tao vô team Karak là đụng má tao với nó đi vô nhà thương điên, đụng đi mẹ mặc cái bộ đồ đó thì đụng má thí sinh nào mà dám vô, đụng má bó tay cái thí sinh luôn, đụng má thí sinh nào mà vô đó là đụng má xong cái show là đi thẳng vô nhà thương điên, đụng má. Còn đủ quá đại ca qua quyền thôi thôi, em không dám vô tại vì đủ quá em là dân hồ part time, đại ca là full time cho nên em theo không có được. Em là đủ quá chỉ có lâu lâu làm giang hồ thôi. Chừng nào mà đủ quá đi làm về tối làm nghe tối về bắt đầu đủ quá mới lên online làm giang hồ thôi, các anh qua quyền thôi chứ em không vô nổi đủ quá. Còn đụng mấy MC Tránh Thành đụng má nó thiệt nha, đụng mấy MC nó nghe đụng má dễ thương mà vừa hay vừa dễ thương nữa. Chứ bây giờ các bạn kêu bây giờ Baby Red làm MC đụng má, Baby Red mình làm MC là đụng má vô là cái đụng má đụng mẹ nó bị gan. Và đây là thí sinh đụng má number one Ricky Star, các bạn thường tay đi đụng má, let's go. Đụng má làm MC về đụng má tắt đài liền nha các bạn. Oh shit. Còn đụng má nó thiệt nha, cái thằng đụng má Rematech đụng má nó cái cách mà nó nói chuyện rất là kỹ thuật, mà đụng má có học hành nó nói chuyện đụng má nó giải thích cái bài nào cũng hay. Hồi mình thì đụng má không biết gì nói nhiều, nhưng mà đụng má nói chung là nó thì cũng hay, cái tư cách nó nói chuyện rất là đụng má mình hiểu mà mình thấy thông vô, mà nó nói thông vô cái chủ đề mà đụng má rất là chánh, không mình thích Rematech đụng má nể nó một phần. Còn Binzy thì các bạn biết rồi, nhưng mà nếu mà thiệt tình mình có lựa chọn thì mình cũng theo Binzy à, tại đụng má Binzy đang trending mà Binzy đụng má biết cách làm nhạc mà đụng má giang hồ tâm thích đang trending đụng má làm sao mà không lựa chọn được với Binzy. Với lại Binzy cái tánh nó dễ thương nữa, nó dễ thương. Đụng má LJ ghét Binzy chứ mà Binzy đụng má Red không ghét nha, đụng má Red lại thích nha, Red lại yêu mến thương đụng má Mr. Binzy nha. Cho nên bên dưới đừng có hiểu lầm nha, Red không có phải là đụng má đi chung với người LJ mà chửi ấy. Có thằng LJ nó chửi riêng đi cho đụng má lùng nó đi điên lắm, nó lau đụng má nó kiếm người nó điếc vậy đó. Rất là đụng má. Còn đụng má thằng đại ca qua quy đụng mới ra bài nhạc chạy, đụng mới đốt nhà ra xong chạy, đụng má tao cứ chạy đốt nhà xong thì tao cứ chạy đụng quá bỏ tay đại ca qua quy luôn, đụng má em lại đại ca qua quy đụng má, đại ca qua quy đụng quá là giang hồ luôn, cái tư cách của đại ca cũng là giang hồ nữa đụng quá, cho nên em sợ đại ca qua quy đó. Chuyện này có gặp mặt làm ơn đụng má nhớ rằng là em đụng má cũng có chuyện rồi mày. Gì Shady và LK đụng má,
LK thì chưa có coi cái chương trình kia. Nói chung là dạo này đồ má rap chỉ có coi một chương trình thôi. Một cái chương trình đó là một cái chương trình mà đồ má rap Việt bây giờ đang nổi nhất thôi. Còn mấy cái chương trình tiếp không tới quan tâm. Đồ má giờ chỉ có quan tâm tới đồ má đại ca Wowie, Binji, đồ má đại ca Wowie. Không coi đủ má nó tới đốt nhà bạn đó, đừng có giỡn chơi. Đồ má đủ giỡn hoài, ai dám đích đại ca Carrie, đồ má Carrie mà đâu dám đích đại ca Carrie. Nói thiệt với các bạn nha, đủ má tuần này đủ má nó chân bận quá cho nên cũng không có thể nào mà đủ má ghi được cái script rất là hay để tặng cho các bạn. Cái này là đủ má trong có 2-3 ngày đủ má là vừa suy nghĩ ra là vô thôi cho nên cũng không được dài lâu, nhưng mà part 5 sẽ rất là đặc biệt cho các bạn. Red sẽ bỏ thêm nhiều thời gian để mà làm cho các bạn cười và vui. Đó là vậy, chứ giờ đang buồn các bạn. Đủ má cái project này ra thấy thất vọng quá, không có được nhiều người yêu thích. Cho nên Red cũng hơi buồn một chút. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng để mình tiến lên các bạn. Mình không thể nào bỏ cuộc đúng không các bạn? Baby Red đây AKA Hùng sẽ đẹp mà bỏ. Không có thể nào mà bỏ cuộc được hết nha các bạn. Vậy thôi. Đó. Và xin chào các bạn đã trở lại với chương trình Baby Red Livestream Part 4. Nói chung là lần này Red lên livestream không được lâu tại vì không có cái script nhiều. Tại vì dạo này rồi mấy bữa này cũng bận quá trời luôn. Cho nên chỉ vậy thôi các bạn. Đụng mẹ thì thôi đi về đây. Tắt đây đụng má. Đi vô bên channel Baby Red đụng má coi cái tập 1 đi rồi mà mốt tập 2 ra. Tập 2 ra hứa sẽ ra lầu đụng má sẽ dài hơn chút, ok. Xin chào Baby Red Hùng xe đạp xin giúp lui. Bye. Ai là ai? Bởi ai bye.